Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của bạn. Và hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một con Ami liền mixer. Con này nó có 5 line mọi người. Và nó có EQ đầy đủ nha. Đây là 5 hàng line của nó. Mọi người có thể cắm đàn guitar, tranh bầu sáo nhị gì đầy đủ, thoải mái ha. Nó có máy sắc canon ở đây nữa nha mọi người. Con này thì ngoại hình khá là đẹp luôn. Có bỏ nỉ luôn nha mọi người. Bỏ nỉ của nó đây, size đại nha. Con này là nó hơn một gang tay luôn nha mọi người. Đó, hai dãy quy chỉnh hai kênh riêng biệt, phê từng cần hết ha. Đây là hai núm volume tổng. Hiệu Boston Audio. Mặt ngoài rất là đẹp luôn. Hiện ở đây là Echo nha mọi người. Echo ha, vang nhạy. Ở đây là Music. Và các cổng input của nó thì input output thì nó để ngoài trước nha mọi người. Cắm ở ngoài trước ha. Đó. Rồi cái phần bên trong của nó thì tăng khô khá là bự luôn, nguồn là 4 tụ như lọc nha mọi người. Đó. Mạch chạy 16 sò lớn Toshiba. Mỗi bên là 8 con ha. Hai bên là 16 con. Đánh rất là lực luôn. Mấy cái này mọi người lấy về đánh bass 40, lo 4 tấc đó thì nó căng, rất là căng luôn nha mọi người. Cực kỳ lực, có hai quạt tản nhiệt ở hai bên. Không lo bị nóng ha. Rồi, mạch rất là đẹp luôn. Đó, mic của nó là toàn bộ là mic 4IC hết nha mọi người. Volume mới tinh hết, không có rột rẹt cái nào nha. Ruột cũng đẹp lên can luôn. Đó, chạm lo thì có 4 chạm mọi người. Đây là vỏ nỉ của nó. Vỏ nỉ của nó thì hơi bị xước này, mình đã dọn sạch sẽ rồi. Hai góc thì hai góc bên đây, còn ở bên đây thì ok, đây chỗ đây bị xước một tí nhỏ nữa nè, còn lại là đẹp hết nha mọi người. Đó. Con này đóng vỏ nỉ vô rất là ngầu luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái vỏ nỉ vô và mình test âm thanh cho mọi người nghe thử nha mọi người. Rồi ok, và đây là mình khi là mình đã lắp cái vỏ nỉ vô rồi nè mọi người, quá đẹp ha mọi người. Rồi đánh quá lực rồi, chút xíu nữa mình sẽ test âm thanh cho mình nghe thử. Đó. Đây là nó có một cái dàn lỗ để thông hơi nữa nè mọi người. Và rất mạnh nha. Mới nhấp nhẹ một chút xíu mà đánh rất là ghê nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ test về cái mic và echo cho mọi người nghe thử nha. Mình test thử 5 hàng mic ha, mình test từ mic thứ 5 đi mọi người. Đó, con này nó chạy echo 2399 nhưng mà cực kỳ hay luôn nha mọi người. Mấy con echo này là ăn đứt mấy con echo IC lớn luôn nha. Xì xẹt rất là tuyệt vời, không hú hí gì ha. Đó, mình chỉnh hơi lớn nha. Do cái loa mình để ở dưới này quá gần cho nên cái chuyện mà nó hé là chuyện bình thường nha mọi người. Lay 4 nè. Lay 5, lay 3. Lay 2.
đi mô hi sô đi hi sô lai một mình mọi người đi mô hi sô đi hi sô và đồng tốt mọi chức năng quá ok luôn mọi người. Mấy cái này rất là nhẹ nhàng nha mọi người, mấy cần gạt nhất là nhẹ nhàng. Phê từng cần ha. Ở giữa đây nè, nó có một cái ngấn ở đây nha mọi người. Tới đây là nó có một cái nấc nè. Đó, đây nấc nè. Rất là nhẹ nhàng luôn, chỉnh phê từng cần ha. Mấy cái dấu bông sen nó nằm ở trước hết cho nên là mình cắm rất là tiện nha mọi người. Ở đây nó có ba ếch. Ba ếch mọi người nhấn vào cái tiếng nó sẽ lực hơn và sáng hơn nhiều nha. Đó. Nhả ra nè. Và ở đây nó có mấy cái nhấc Canon nữa mọi người. Nếu mà mọi người muốn cắm thiết bị Canon á thì mọi người cắm ở dưới này ha. Ở dưới này nó để lô sách, ở trên này là để hi sách, là 6 ly là hi sách nè. Hình như là lô sách là cái âm thanh nó sẽ giảm, nó giảm hơn cái phần cắm 6 ly nha mọi người. Vỏ con này còn rất là đẹp luôn, chưa có nghĩ xét gì nha mọi người. Mọi người khá là nặng ký nha, con này khá là nặng. Mọi người có ai chốt con này thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0965 916 992. Mình có để trên cái phần tiêu đề, dòng tiêu đề hoặc là dưới cái phần mô tả cũng có đó nha mọi người. Hoặc là mọi người có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại đó ha, để inbox trực tiếp cho mình. Còn Facebook cá nhân của mình là Nguyễn Bằng. Kế bên chữ Nguyễn Bằng có chữ Bằng Audio đó nha mọi người, có hình đại diện của mình ha. Rồi mọi người xem video thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi video này mình đến đây nè mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký giúp mình nha mọi người. Bye.
mọi người nhớ bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất nha, để không bỏ lỡ những cái video nào nha mọi người, để chốt những cái món hàng ngon bổ rẻ một cách nhanh nhất nha mọi người. À quên, mình sẽ báo giá con này luôn. Con này mình bán cho mọi người với cái giá là 1.450.000 nha mọi người. 1.450.000. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.